Chào các bạn. Mấy ngày nay cái tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thấy chán quá, đọc tin tức chán quá. Cho nên cách đây vài ngày có người thắc mắc làm sao không có bà Sáu, mình bà Sáu lên mà không có ông xã của bà Sáu. Bà xã tôi có nói lý do là ổng coi tin tức tình hình dịch bệnh thấy chán quá thì ổng cũng không có hứng thú. Thì sáng nay coi cái đài Lý Lô Sài Gòn TV, người ta khuyến khích phải cười, phải vui lên để quên cái dịch bệnh này, để mình vượt qua những cái khó khăn. Cho nên hôm nay có lẽ vợ chồng tôi sẽ vui vui để làm một cái trong cái thời gian này thì đã nhiều lần nói là mình ở nhà tối đa, nhất là người lớn tuổi không có đi ở ngoài nhiều, ở nhà. Thì bữa nay sẵn có cái dịp là có một cái số chuối mà nó chín rồi. Thường thường chuối già ha, chuối già của Việt Nam mình, đây là chuối Thái chứ không phải Việt Nam, nhưng mà đại khái chuối này nó đen vỏ nhưng mà trong nó ngon đó. Thì thẳng cái chuối này thì bà Sáu có làm cái món chuối nướng ha, bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng thì đã tôi đoán thử rồi. Thì chuối nướng, chuối thì đương nhiên có chuối này, hai gói mì này, hai trứng gà này, sữa, nửa chén sữa tươi ha, lon nữa nước cốt dừa, hai muỗng bột gạo ha, hai muỗng bột khoai, khoai tây, hai muỗng đường, hai muỗng rượu nho này. Rượu gì cũng được nhưng mà ở nhà cái rượu nho, nửa chén muối, nửa ly nước cà phê muối, nước cà phê muối. Và bây giờ người đẹp bắt đầu làm cái biểu diễn cái bàn chuối là thử rồi. Giờ cứ làm mình cái chuối nó chín vậy nè, thì mình cái lột vỏ ra mình đây. Mình bỏ vô trong cái ấy để phụ làm cho, đứng đó một tiếng đồng hồ quay không ai đứng quay phim nổi. Làm cũng bỏ vô đây làm chắc cũng làm số thôi, mình cũng để đây chứ làm nhiều quá mình không. Lột bỏ vô chuối về, cho mà nó ngọt, nó mùi vô vỏ đen vậy, chứ mà chuối nó mùi. Làm bánh chuối thì nó ngon á, chuối nướng là thôi chứ, chuối nó đỏ. Mà thử đàn ông làm nhanh hơn hay đàn bà làm nhanh hơn không? Đó, các bạn coi thử ông lão này có làm bằng bà lão kìa, bà lão phải làm trẻ hơn nhiều đó. Thì ông lão làm thôi chứ, ông lão phải nhanh nè, đàn ông mà. Chuối vậy cho mà nó ngọt. Vỏ nó đen rồi chứ mà ở trong nó ngon. Rồi mình úp ở đây, úp đường.
lọc chuối xong mình làm cái gì nữa nó thử không? Lọc chuối xong giờ mình cho đường vô, mình trộn cho nó thấm với rượu á, để nhưng mà chuối này nó đã ngọt sẵn này, anh cho đường ít thôi, cho nó ít đường, đừng cho nhiều không tốt quá. Rồi mình để cho nó ra cái nước nó thấm ở trong cây chuối ra, thành cái chuối mình nướng ra nó đỏ, phải không? Giờ mình sẽ ủ chuối trong bao lâu? Ủ chuối khoảng vài tiếng hồ cho cái chuối nó thấm, còn không á mình cứ đem ra quỳ nắng cho nó thấm. Bây giờ mình cho tí muối, nè đó, rồi tí muối, rồi mình sẽ cho đường, hai muỗng đường vô, tại vì chuối đây nó ngọt rồi mình cho ít thôi. Rồi mình cho rượu gì cũng được, mà điều mà nhà mình có rượu nho mình cho rượu nho cũng được đó. Bây giờ mình cứ trộn rồi cho đường nó thấm vô trong chuối đó. Mình trộn gì thì khoảng vài tiếng hồ cái chuối nó thấm rồi nó ra với đường, thấm đường nó thấm với rượu á, cho nó mình khi mình nấu cái chuối mình nướng lên thì nó sẽ đỏ, chuối nó thật đẹp. Rồi. Trong khi mà chưa chờ chuối nó thấm á, mình làm gì trước được không, hay là mình lúc đó xong mới làm được? Mình sẽ đợi chuối nó thấm chút xíu rồi mình sẽ làm tiếp tục, mình làm bánh mì mình ngâm, mình cắt nhỏ là mình ngâm với sữa với nước dừa với bột bánh mì đó để được rồi. Càng trộn không đưa trộn cho giờ để đây mấy tiếng hồ, bây giờ trộn chưa có trộn ở đây đó được chút xíu đây rồi mình sẽ làm. Làm tiếp giờ mình sẽ làm tiếp để cho chuối nó thấm á. Nghĩa là sau khi mình ướp cái đó thì 3 tiếng chuối thì 3 tiếng hồi giờ bỏ thằng thằng son mình rim ha. Rim thì rim bỏ son rim cho nó nóng vậy thôi chứ không có dầu, không có mỡ gì hết. Có nước chuối rồi. Dặn lửa lên. Dặn lửa nhẹ lửa thôi. Để rim. Chuẩn bị quan kia mình sẽ làm bánh mì, cho bánh mì. Rồi trong thời gian mà đây mình để liu riu chút nữa anh phụ trộn ha, thỉnh thoảng trộn nó đảo lên không? Rồi để cái đó thì vừa qua đây cắt bánh mì nè. Thì mình sẽ cắt bánh mì. Mì cần là thớt rồi không? Bánh mì không cần, lấy cái kéo cũng được. Cắt nhỏ vậy nè. Mình sẽ cho sữa với cho nước cốt dừa vô với hai cái trứng gà vô, mình sẽ ngâm. Mình sẽ lăn lăn cái chuối phải không? Cắt nghe nè. Vậy cho sữa với lại cốt dừa vô. Rồi cho trứng gà. Bột. Cho nó thấm vô cho nó ngon, cái bắt đầu mình sẽ lấy chuối ra mình xào. Làm lại mình cho bơ vô.
làm bánh mì nước chuối cũng nhiều hơn nhiều. Trước nữa chắc chuối phải thớt phải không? Phải thớt, phải để nó. Anh lăn lăn cái chuối cho nó nãy đi. Em cắt bánh mì xong rồi cho vô luôn đây. Thôi được rồi, anh lấy dùm cái tô đây cái đập hai cái trứng gà quậy ra đây, lấy cái nĩa đánh ra cái tô kìa, trắng trắng cái chén trắng đó, hai trứng gà anh đập vô phụ cái hai trứng gà đây. À, làm đỏ làm trắng luôn không? Dạ. Lấy cái nĩa đánh ra cho nó đều. Mình vô làm cho cái nước dừa vô, cho sữa vô. Để nó mềm cái mình. Yếu rồi. Nhão mỏng vậy nè, cái nước dừa luôn. Đây chuối nhiều lắm á, ngon. Anh đánh đi, đánh này hồi hộp lấy cái nĩa đó, cho thêm miếng bánh mì nữa. Muối nhiều làm chắc ngon, chắc là cổ mấy á. Được chưa? Rồi bây giờ mình cho sữa tươi vô. Mình cho sữa tươi vô cái em nó sẽ mềm. Tươi vô rồi mình cho trứng vô, tắt lửa ra. Tắt lửa rồi, dớt chuối ra cái dĩa đi. Lấy cái muỗng như cái đĩa ra cho nó đũa này đó. Lấy cái muỗng vô. Đó. Rồi mình cho trứng vô. Cho bột. Mình sẽ cho bột gạo. Mình cho bột khoai,
khoai bột bắp gì cũng được, mình muốn có cái nào mình xài nó, nhà mình có bột khoai mình xài bột khoai, bắp thì bắp, trộn lên. Bơ lên chút xíu mình làm. Cái này xong chưa? Xong rồi, bỏ dùm cái đây dùm bữa nay. Rồi. Rồi, mình sẽ để đây chút xíu nữa, mình sẽ đem đem qua kia mình bánh mì vậy đó. Rồi, xong. Bây giờ mình sắc chuối làm sao? Sắc chuối làm sao? Bây giờ mình sắc chuối. Bây giờ mình sắc chuối nè. Xéo xéo. Xéo vậy. Cái đây bỏ ra chút xíu nữa mình lấy sắc vậy rồi. Cái dĩa mình để ra. Lấy cái dĩa. Lấy cái dụng mình phải bỏ. Thì có dĩa lớn ra. Lấy cái dĩa lớn. Cái riêng ra cái đi nó sợ nó nát. Đỡ cái đi ra cái miếng lát nó sắp ra. Cái này được không? Vậy lắm. Còn mấy cái trái đây để riêng đây chút xíu nữa. Để riêng lắc nữa, trộn vô, vô trong cái này để mình hấp. Mình hấp chuối. Có chuối nó lộn vô. Rồi giờ mình sẽ dờ cái này qua đây đi. Cái cần chắc cho nó chéo cho nó lấy cái miếng rồi, chuối đúng rồi, cũng cần cái xéo nhỏ nhỏ cũng được, cũng cần cái xéo xéo thôi, xéo xéo được rồi không, xéo dài dài chút cũng được, mình sắp ra cho nó đẹp biết không, trên mình hấp cho mấy cái kia rồi em đem mình sắp luôn cho nó ấy, cho nó nhanh, tại vì bữa nay chuối nhiều á, để bỏ qua cái mấy cái nấm ở đây, cái đây bỏ qua đây. Đó, cái thớt nấm mà và cái gì hai người làm cho họ hết chỗ. Đã hút ở đây nè. Cái đó bóp phèm, chúng ta bóp phèm. Bó trộn vô kia. Nhiều chuối nhiều, tại giờ cái chuối thấy nó chín ra, để nó chín quá rồi giờ phải làm nhiều, phải làm hai cái. Ở đây cái sắt cái tròn tròn nó để tròn tròn nó tròn để chứ.
được rồi anh, không cắt nữa, bây giờ cắt 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 nữa, cắt này tròn, cắt hết đây, nhiều chú nhiều hơn, cắt hết đây cho được, hết luôn luôn, làm hết luôn luôn. Mình ra lấy hai cái inox cái không cái kia với cái đó đủ. Mình làm mình tính cách mình làm mình có chú thì mình làm trong nhà luôn. Đấy. Chú xem. Nãy giờ theo dõi tin tức thời sự thế giới thì thấy người ta ông tổng thống Mỹ ông nói là cái thuốc của Nhật sản xuất trước đây đó dùng cho cũng có mấy cái vụ mà cúm rồi đó thì chữa được cái virus Vũ Hán rồi thì thế giới người ta đang hy vọng đó. Vậy hả? À, tin tức đó cũng là cái tin vui đó, người ta chính phủ Mỹ người ta dùng hết sức lực là tất cả mọi cái ngành trong cái vấn đề mà lo thuốc men đó, người ta phối hợp nhau, người ta sẽ làm việc tối đa để mà tìm ra cái phương thức nào mà chữa trị được này, thì đó cũng cái nguồn tin cũng nguồn tin vui đó. Thì làm gì mà tin tốt à. Rồi xong. Bây giờ làm gì tiếp? Bây giờ mình dẹp cái này. Cho vô khuôn phải không? Không chưa. Bây giờ mình sao ấy đi. Mình cho bơ được vô đi xào này nó xào xào cái mì rồi đó. Nó bột rồi cho nó dẻo hơn rồi mình phải đi vô khuôn nâu. Rồi theo khi mà mình đã trộn bánh mì sữa với nước cốt dừa xong rồi đó, bây giờ tới giai đoạn mình xào cái này ha. Mình xào cái này thì bây giờ mình bỏ, mình cần một cái hồi nãy mấy cái cục bơ này bao nhiêu ao quá này? 6 ao, 3 ao, bao nhiêu nữa? 3 ao, coi như một ao rưỡi á. Thì mình 3 ao bỏ vô cho mình gạt gì đỡ nhau. Mình đây nó dính nát nữa mất công. Cho nó ra cái ấy đi, bơ lại cho bơ rồi cái mình sẽ lấy cái ít bơ ra, lát nữa mình sẽ cho trên mặt cái chuối á, cái phần lửa nó nhiều yếu quá nó không có toàn bơ được, từ nó chảy ra từ. Bây giờ còn cái chuối này á, chuối này á thì mình nó còn đây, mình sẽ bỏ trộn vô đây. Bóp rồi hả? Bóp trộn vô trong cái này cho ra cá chuối đó. Cái chuối kia thì mình để bỏ trong mấy đời thì mình phải làm vậy đó, chuối đây đây, chuối cái chuối đưa xào để cho nó ẩm lên, cho nó tiêu ra, lửa yếu với nó tiêu.
Đấy là nơi là đám tang là giống như bờ kia. Rồi cho chú cho mày vô được rồi đó. Nó dậy cho nó có tang ra đâu. Đấy, cái chén là để giá nè. Cái giá trộn lên. Quái giờ cũng vậy thôi. Để áo rồi. Rồi cho nó điều bơ là được rồi. Rồi sẽ ta. Cái này ông sẽ có thử không? Thử không? Mà nó chưa nắm nữa. Okay. Có cần nắm không? Có cần nắm không? Sao? Rồi đó nó đang nóng đó. Thì bây giờ đó là được rồi. Giờ mình sẽ trộn vô thôi. Rồi giờ múc vô. Muốn trộn nữa thì trộn vô. Rồi đây đúng rồi là bò biết rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi mình sẽ cho vô khuôn. Đó. Rồi. Ông xã đứng nếm mà cười nếm. Rồi xong. Ra. Mở cái đèn lên. Rồi nói cho vô. Anh bưng chuối qua nè. Bưng chuối qua. Mình làm tính làm mấy lớp vậy? Một lớp là một cái khuôn đầy vậy. Thì anh chuối này là cái chuối nào? Cái này thế nào? Chuối để sắp trên giữa. Còn cái chuối đây sắp xéo một bên. Nó ở trên mặt hả? Trên mặt mua sắp hai bên hết. Chắc cái kiểu ở đây một khuôn à. Khó trong đó. Dư chuối rồi. Bỏ nhiều chuối rồi thôi. Rồi ta lấy đũa gắp cái chuối vô sắp đi. Cầm cái tay rửa sạch rồi đũa nó không từng cái. Không có không? Cái mà cái riêng ở đây, cái đây sắp vô trong đây cái này nè. Cái này trước hả? Ờ cái này chứ cái kia trên mặt mà. Còn thử nó bằng mặt rồi hả?
được rồi, dễ được rồi, thầy nó nhận chuối nó bằng chuối thôi. Rồi. Rồi. Cái này chắc làm sơn khuôn nhỏ. Làm lâu, làm chậm quá sẽ có ăn. Em chắc nghĩ là cái khuôn đây. Cái đây á. Một lớp hà lót. Một lớp hả? Một lớp phải đổ lên trên. Lớp cái chim này này. Lớn nữa. Nó đầy. Ờ cho nó ấy luôn. Cho nó mấy cho nó ấy luôn. Cho nó ngon. Nó mấy chỗ này trống nè. Thế thì thưa là làm lại là cái kia nó xuống rồi nó không đằng xuống nó. Nó ấy chứ không rồi nó. Thôi vừa đấy, mình đường là dưới đây thôi. Chú nhiều lắm rồi. Nhiều còn được rồi. Còn đây nữa. Còn sắp lên trên mặt cái nhiều. Ok. Rồi. Cái nữa. Để xếp ở đây đó. Đó. Ừ. Lấy cái gì á, lấy cái nóng nóng rồi. Cái bánh nó mới ngon. Đây là cái nhỏ nè. Ừ, cái nhỏ đó thì bớt cái nhỏ đó. Cho đưa đây ấy cho. Ấy cho nó bằng mặt rồi vỗ vỗ xuống cho nó thẳng xuống anh. Vỗ vỗ xuống. Để đó lấy cái muỗng khác. Dạ, cái gì nó có cái gì. Cái này cho dầu rồi. Dầu. Làm cái nhỏ chứ chắc. Thêm à. Làm cái đó cho nó đầy luôn. Nướng cho nó rồi. Bánh này cho nó ấy. Cho mấy chỗ này sủng nè. Đằng xuống cho cái được rồi, làm nó cái đó nữa cho nó bằng một lớp sát với nhau luôn phải à, cái này trên giữa hay sao cái bát đây này rồi cái tròn tròn ở trên giữa nè biết không xung quanh nó xung quanh đây tròn tròn này nó tại mình chỉ còn thứ này mà bên hầm ờ vậy á thì nói thì đó thì đó cái làm nói người từ đầu sắp là đó cho nó đẹp đi ổn quá chú nhiều chắc là thêm bánh mì. Bánh mì sữa rồi. Giờ ta cho tròn hết ra được thì ta muốn làm gì làm. Ok, làm đẹp rồi nào. Đây nó là
nè, nhổ xuống nó mới dằn xuống. Chế là chế mới làm quả là để ép không cho nó bằng đấy mau. Không có đằng xuống nó sệt quá nào. Rồi dần dần đổ nó xuống. Vậy đó. Rồi dặn lò lên nóng mà. Lên nóng thì xíu đi rồi. 320 độ. Bây giờ đó lên nóng cái này rồi 320 độ xong. Nãy giờ mình được chưa, được chưa? Được chưa nữa? Đẹp lắm. Đang mở lửa ra, đỡ cho anh nóng. Đó, theo cái xem giờ thì mình cho vô nó mà nữa. Giờ có anh 320 độ thôi. 320, 330 gì cũng được. Rồi. À, xong rồi, đợi lại, đợi lại. Rồi. Cái này khoảng bao lâu vậy? 60 phút. Lâu dữ, 1 tiếng hồ lận hả? Ừ. Ok, thôi chờ 60 phút. À, như vậy là sau hơn 1 tiếng đồng hồ, hai người hợp tác với nhau làm được hai cái ổ bánh chuối nướng như thế này. Các bạn Trâm như thế nào? Trâm thì hy vọng là Trâm thì cũng đẹp mắt ha, nhưng mà rồi ăn thì là chuối mà bột mà sữa này bơ rồi thế nào cũng khoái khẩu thôi. Rồi các bạn đóng góp cho biết ý kiến nha, để có gì hay hơn, tốt đẹp hơn. Rồi, chào các bạn.